Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trên kênh của Phong DIY Channel. Và hôm nay thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn làm một cái bể thủy sinh mini để bàn. Đấy, đây là cái bể mà mình đã làm xong này, rất là nhỏ luôn. Bạn thấy là nó chỉ cao khoảng độ 45 thôi, rất là bé để bàn, góc làm việc. Các bạn có sở thích chơi thủy sinh nhưng mà không có điều kiện để lên những cái bể lớn thì các bạn làm những cái bể nhỏ đơn giản như thế này thôi, rất là rẻ tiền. Đây mình có nuôi một con beta này, một con duy nhất. Bên cạnh đây thì có thêm một cái lọc ngoài, hệ thống lọc ngoài mình tự chế, thì mình cũng sẽ làm một cái video để hướng dẫn chi tiết về cách làm một cái lọc như thế này luôn. Các bạn có thể vào phần video để bấm xem cái phần tự chế bể lọc, máy lọc của mình. Làm xong một cái bể thủy sinh mini để bàn.
Đây là cái tổng thể của nó. Cũng khá là đơn giản mà hiệu quả, rất là rẻ. Phần nền và sỏi thì các bạn có thể tự kiếm được. Cây thủy sinh thì khoảng mua vớt khoảng 20.000, 25.000. Phần nền cũng rẻ thôi, vài chục nghìn. Cá thì khoảng 200. Như vậy thì mình làm tổng thể cái bể này nó rơi vào tầm khoảng 300.000, 350 gì đó, chưa có lọc. Lọc nữa thì rơi vào toàn khoảng hơn 100.000. Mình xin phép kết thúc cái video ở đây. Bạn nào thấy video hay thì có thể nhấn like, share hoặc subscribe kênh để ủng hộ cho kênh của mình phát triển. Mình sẽ làm những cái video mới nhất, hay hơn để cho các bạn theo dõi. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.